Hôm nay là sau hơn 2 tuần mà mình đi làm phẫu thuật thì là bác sĩ có hẹn kiểm đến kiểm tra 2 lần. Thì lần trước là sau khi 1 tuần làm phẫu thuật thì đến sẽ siêu âm lại trong buồng tử cung thì nó chỉ còn một ít máu đọng lại thôi. Hôm nay đến thì mình không, bác sĩ không có siêu âm nữa mà chỉ có nhận cái kết quả, chỉ có thông báo kết quả kiểu như xét nghiệm bệnh phẩm của cái thai nhi đấy á. Thì là đối với một cái xét nghiệm bệnh phẩm điêu đi trên xạ bình thường á thì nó chỉ xét nghiệm xem là cái tế bào hoặc là cái bệnh phẩm đấy là nó có bất thường gì không. Trong cái trường hợp này với thai bị lưu á, nó sẽ là xét nghiệm mà xem là có tế bào ác tính không, thì kiểu gần dạng như là tế bào ung thư không á. Thì kết quả bác sĩ thông báo là không xét nghiệm thấy cái tế bào đấy. Thì cái nguyên nhân có thể nghĩ đến của cái việc thai lưu lần này á thì sẽ là cái bất thường nhiễm sắc thể của thai nhi, tức là khi mà kết hợp giữa trứng và tinh trùng thì là mỗi bên sẽ có một nửa cái bộ nhiễm sắc thể đúng không? Thì trong quá trình kết hợp với nó có cái bất thường gì đấy dẫn đến là thai nó sẽ ngừng phát triển một giai đoạn, mà thường là ở 3 tháng đầu. Thì mình có hỏi thêm là nếu mà bất thường với những sắc thể như vậy á thì vợ chồng có cần đi xét nghiệm gì không, thì bác sĩ bảo là không cần á, tại vì là nó vấn đề nó xảy ra vấn đề khi mà kết là thai nhi xảy ra vấn đề khi kết hợp thôi, còn cũng chưa nhất thiết là phải xét nghiệm hai người, cả hai vợ chồng. Và cái việc mang thai sau này thì cũng có thể tiến hành như bình thường sau khi mà có kinh lại qua 2 lần. Thì tức là nếu bình thường sau khi phẫu thuật xong thì khoảng 30 đến 40 ngày sau thì là mình sẽ có kinh lần đầu tiên, và lần thứ hai thì sẽ, nếu mà theo chu kỳ thì sẽ khoảng 1 tháng sau đó. Tức là tính sau thì khi phẫu thuật đến khoảng 60 đến 70 ngày gì đấy, 60 đến 70 ngày sau khi phẫu thuật thì là có thể lên kế hoạch mang thai lại như bình thường nhé.